Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài 48 mắt. Thì ở bài 48 này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất, cấu tạo của mắt. Thứ hai là sự điều tiết của mắt. Và thứ ba là điểm cực cận, điểm cực viễn. Và nội dung thứ tư là chúng ta sẽ bảo vệ mắt như thế nào. Và bây giờ cô trò chúng ta cùng vào bài các em nhé. Đến với nội dung đầu tiên, cấu tạo của mắt, các em quan sát lên màn hình. Thì đây là cấu tạo của mắt. Mắt gồm có hai bộ phận chính, đó là thể thủy tinh và màng lưới. Và ngoài ra còn có một cái bộ phận phụ nữa, đó chính là cơ vòng hay còn gọi là thể mi. Vậy thì cơ vòng này hoạt động như thế nào các em? Nó sẽ co giãn để giúp cho thể thủy tinh của chúng ta thay đổi tiêu cự được, phồng lên hoặc dẹt xuống được. Các em quan sát lại một lần nữa để cùng nhận ra hai bộ phận quan trọng của mắt. À, thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi được. Bộ phận thứ hai đó chính là màng lưới. Màng lưới là một cái màng nằm ở đáy mắt và tại đó thì ảnh của mọi vật sẽ hiện lên rõ nét. Và mắt chúng ta nhận biết ảnh như thế nào? Thì ngay tại đáy mắt có một cái dây thần kinh thị giác và khi đó dây thần kinh nó sẽ truyền tín hiệu lên não và não phân tích giúp chúng ta nhận biết được ảnh các em ạ. Chúng ta cùng so sánh, xét về góc độ vật lý thì mắt và máy ảnh nó có những điểm giống nhau và khác nhau nào? Thứ nhất, giống nhau. Vật kính của máy ảnh nó đóng vai trò giống như là thấu kính hội tụ thể thủy tinh của mắt. Và phim ở trong cái máy ảnh thì nó đóng vai trò giống như là màng lưới của mắt. Điểm khác nhau. Thể thủy tinh thì nó có tiêu cự thay đổi được, còn cái thấu kính hội tụ của máy ảnh thì nó có tiêu cự không thay đổi được. Và khoảng cách từ vật kính cho đến chỗ đặt phim của máy ảnh là thay đổi được, nhưng mà khoảng cách từ chỗ thể thủy tinh cho đến màng lưới của mắt là không thay đổi được. Và để nhìn rõ một vật ở xa hay ở gần gì đó thì ảnh nó sẽ hiện lên ở vị trí nào? À, nó phải hiện lên ở màng lưới của mắt. Và trong thực tế thì có những khi ta nhìn các vật ở rất xa hoặc ở nhiều vị trí gần khác nhau. Và làm thế nào để cho cái ảnh đó nó luôn hiện lên trên màng lưới? Thì chúng ta đến với nội dung thứ hai, đó là sự điều tiết. Các em cùng quan sát lên màn hình để so sánh thể thủy tinh của mắt khi mà mắt nhìn các vật ở xa cũng như là khi ở nhìn các vật ở gần. Các em cùng quan sát ha, xét về góc độ vật lý thì mắt, đây cô vẽ thấu kính hội tụ tiêu điểm. Trường hợp thứ nhất, khi nhìn vật ở gần, các em quan sát sơ đồ tạo ảnh. Đây là tiêu cự, tiêu điểm F1, tiêu cự đoạn OF1. Trường hợp thứ hai, khi mà ta nhìn vật ở xa, các em cùng quan sát sơ đồ tạo ảnh và các em cùng so sánh. Đây là tiêu cự trong trường hợp thứ nhất, đây là tiêu cự trong trường hợp thứ hai. Thì rõ ràng ta nhận thấy rằng khi mà mắt nhìn các vật ở gần thì tiêu cự của thể thủy tinh ngắn, tức là thể thủy tinh nó phồng lên. Và ngược lại, khi mà ta nhìn các vật ở xa thì tiêu cự của thể thủy tinh nó dài hơn, tức là cái thể thủy tinh nó dẹt xuống. Như vậy, sự điều tiết là gì? À, khi mà muốn nhìn rõ một vật ở các vị trí xa gần khác nhau thì thể thủy tinh của mắt nó sẽ phồng lên hoặc dẹt xuống nhằm là làm thay đổi tiêu cự để giúp cho ảnh hiện rõ nét trên màn lưới. Và quá trình này người ta gọi là sự điều tiết của mắt. Và sự điều tiết này diễn ra hoàn toàn tự nhiên các em ạ. Chúng ta đến với nội dung tiếp theo, điểm cực cận, điểm cực viễn. Các em cùng quan sát trên màn hình. Cô có một vật đặt trước mắt. À, trong trường hợp này, mắt không nhìn rõ được vật. Bây giờ cô di chuyển vật lại gần hơn. À, ta thấy mắt nhìn rõ được vật. Vậy cái điểm mà xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được một vật khi mà không điều tiết thì điểm đó được gọi là điểm cực viễn của mắt và ký hiệu là CV. Chúng ta tiếp tục quan sát. Bây giờ vật đặt ở vị trí này, mắt còn nhìn rõ được ảnh.
cô dịch chuyển vật gần hơn. À, lúc này ta thấy hình ảnh nó bị nhòe, tức là mắt không còn nhìn rõ được nữa. Vậy thì cái điểm này nè, điểm mà mắt gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được một vật, người ta gọi nó là điểm cực cận và ký hiệu là CC. Và các em thấy cái khoảng cách từ điểm cực viễn cho đến điểm cực cận, đó, cái khoảng này nè, người ta gọi nó là giới hạn nhìn rõ của mắt. Và một thông tin cho các em, người mà có mắt bình thường tức là không bị tật gì hết đó các em, thì điểm cực cận cách mắt khoảng 25 cm. Đây, điểm cực cận cách mắt khoảng 25 cm. À, như vậy thì trong cái quá trình mà ghi chữ, học bài hay đọc sách thì một lời khuyên cho chúng ta là chúng ta nên đặt những cuốn sách đó, nó cách mắt tối thiểu là 25 cm. Bởi vì nếu mà ta đặt gần mắt quá thì mắt chúng ta phải điều tiết rất là mỏi các em ạ. Còn cái điểm cực viễn á, thì nó sẽ cách mắt từ 5 mét trở ra. Nếu như mà chúng ta nhìn rõ các vật mà cách mắt chúng ta từ 5 mét trở ra thì chúng ta có thể ngắm được những cái vật ở rất xa. Ví dụ như là ngắm những cái ngôi sao ở trên bầu trời. Ở những người mà mắt bình thường không bị tật gì hết thì điểm cực viễn ở rất xa, vô cực. Thực ra thì mắt mà đã nhìn rõ được các vật mà cách xa mình từ 5 mét trở ra thì là nhìn xa hơn nữa cũng sẽ thấy rất rõ. Vì vậy mà trong ngành y tế người ta dùng một cái bảng thị lực để đo mắt. Thì khi đó người ta sẽ đặt cái bảng thị lực này cách xa mắt tối thiểu là 5 mét và người ta sẽ yêu cầu chúng ta lần lượt đọc các dòng chữ trên bảng thị lực này để từ đó đánh giá mức độ mắt của chúng ta có tật cận thị hay là những cái tật gì hay không các em nhé. Thì đây là một số thông tin cung cấp bảng thị lực cho các em. Rồi một nội dung tiếp theo, các em hãy thử tìm cách xác định xem điểm cực cận của mắt các em cách mắt là bao nhiêu. Thì đây là một cái gợi ý cho các em. Các em sẽ di chuyển một cái vật lại gần mắt cho đến khi nào mà các cái dòng chữ mà các em thấy nó vừa bắt đầu bị mờ thì đó chính là điểm cực cận của mắt chúng ta. Và mỗi người sẽ có cái điểm cực cận của mắt khác nhau. Đối với mắt người còn trẻ thì điểm cực cận cách mắt là thường là trên 10 cm, nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì điểm cực cận có thể là cách mắt xa hơn, khoảng 1 mét các em ạ. Và để bảo vệ mắt, ở đây cô đang muốn nói đến góc độ bảo vệ mắt trong học đường. Thì các em cùng quan sát, khi mà nhìn mắt mắt nhìn một vật ở một cái điểm cực cận á, thì mắt phải điều tiết rất là mạnh, do đó là cảm thấy rất là mỏi. Vì vậy là ta không nên thường xuyên nhìn một vật nào đó quá gần, bởi vì khi đó mắt sẽ điều tiết. Và nếu như mà ta cố tình điều tiết lâu ngày thì ta sẽ dẫn đến bị tật cận thị. Khi mà học bài hay đọc sách hay xem tivi rồi chơi game vân vân thì sau một thời gian thì chúng ta cần phải cho mắt nghỉ ngơi để tránh những cái tật có thể xảy ra với mắt các em nhé. Sau đây là một số nguyên nhân có thể dẫn đến mắt chúng ta cũng có thể là mắt tật cận thị. Ví dụ như là ô nhiễm không khí. Tại sao cô nói như vậy? Thì khi mà chúng ta sống trong một cái môi trường mà không khí nó ô nhiễm như vậy thì cái lớp không khí trước mắt chúng ta nó chứa rất là nhiều cái khói bụi, và lúc đó chúng ta nhìn mọi vật nó sẽ bị nhòe, bị mờ, và chúng ta phải cố tình điều tiết để nhìn rõ mọi vật. Mà quá trình điều tiết chúng ta cứ diễn ra thường xuyên lâu dài quá thì cũng sẽ dẫn đến tật cận thị ở mắt. Rồi trong học đường, đa số các em gặp rất là nhiều, đó là các em ngồi học không có đúng tư thế, các em cúi sát xuống bàn, các em nằm dài trên bàn. Đó, thì đó là những cái tư thế này nó cũng góp phần làm cho mắt chúng ta bị tật cận thị. Kể cả người lớn chúng ta nữa các em, làm việc không có khoa học, như là nằm để đọc sách báo, rồi vừa ăn vừa xem sách báo tivi, đưa sách quá gần mắt, thì đây là những cái nguyên nhân có thể dẫn đến tật cận thị. Một cái nguyên nhân nữa mà cô thấy hiện nay rất là nhiều và đặc biệt xảy ra ở các em nhỏ, đó là chúng ta tiếp xúc quá thường xuyên với các thiết bị điện tử như là iPad nè, như là điện thoại. Thì cái việc mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhiều như vậy nó cũng góp phần làm cho gia tăng tật cận thị. Và trên đây là một số biện pháp giúp bảo vệ mắt
phòng tránh những tật cận thị, đó là chúng ta luyện tập cái thói quen làm việc khoa học. Chúng ta làm việc, học tập tại nơi có đủ ánh sáng, và đặc biệt là không được để cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt, đặc biệt là những ánh sáng có cường độ quá mạnh. Giữ gìn môi trường trong lành để bảo vệ mắt, và kết hợp giữa hoạt động, học tập, lao động, nghỉ ngơi, vui chơi để bảo vệ mắt các em nhé. Và để kết thúc bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm của bài 48 thông qua sơ đồ sau đây. Đối với bài 48 mắt, các em nắm những nội dung này. Cấu tạo của mắt thì gồm có hai phần chính, đó là thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự thay đổi được. Màng lưới là một màng nằm ở đáy mắt và tại đó ảnh sẽ hiện lên rõ nét. Sự điều tiết của mắt là quá trình mà thể thủy tinh phồng lên hay dẹp xuống, tức là thay đổi tiêu cự, và mục đích của sự điều tiết đó là làm cho ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Điểm cực cận. Điểm cực cận là điểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được, ký hiệu là CC. Điểm cực viễn là điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được, ký hiệu là CV. Và cái khoảng cách từ điểm CC đến CV người ta gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt. Và một số biện pháp bảo vệ mắt như là làm việc khoa học, đọc sách và học tập ở những nơi có đủ ánh sáng, nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, và điều đặc biệt là hạn chế cái việc tiếp xúc quá thường xuyên với các thiết bị điện tử các em nhé. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Cô mến chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.